một cái áo là 55 ngàn hai cái áo cũng 55 ngàn ba cái áo cũng 55 ngàn nha các chị hôm nay bên em được có tốt hỗ trợ giá một cái áo thun như vậy hôm nay giá chỉ còn có 55 ngàn để dạy miễn phí xếp tặng nhà cho mình luôn mà các chị nhìn mới sắc bãi bên em nè vải đẹp lắm các chị ơi chắc này là chắc thun cá sáo nha vải mềm mịn mát co giãn thấm hút mồ hôi đường kim mũi chỉ ta nói nó sát nát từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài không có một cọng chỉ thừa nào luôn mà các chị nhìn cái phô máu bên em nè có phối viền cổ cho mình phối viền tay rồi phối màu hai bên nữa nhìn trẻ trung năng động đúng không ạ à? cái áo này mình giặt máy vào tay thoải mái nha không có sợ bị bong tróc phai màu cũng không sợ lên màu mà cái áo thì áo cổ trụ rất là dễ phối đồ mình bọn một quần jean này quần ao này để đi học đi làm bọn quần sọt quần ngúa ở nhà đi chơi đi du lịch cũng ok mình mua những con áo này mình tập thể dục cũng được luôn đó các anh chị mà bên em về nhiều màu lắm có chín màu cho các chị lựa chọn màu tối có màu sáng có nha size thì từ 38 mươi tám đến tám mươi sáu kg x xl Ít. Ở, anh trai nào mua cũng có sai hết á Ở, mà cái quan trọng này hôm nay bên em được cái tốt có trả giá rồi có 55 mươi một áo đã dạy miễn phí ship tặng nhà cho mình à, anh chị nào mà mua mà nó không có được miễn phí ship á, nhớ đặt cho em hai cái nha đặt hai cái là sẽ được miễn phí ship luôn á cái giới hạn góc trái màn hình này nhấn vào đó mà là mua được nha